Sao đầu chỉ hóa trị rồi có bị rụng tóc không? Vì vừa lên rung Đó. lỗ đổ để chịu đau của Arichi là nhiều cái chỗ nó cao đấy Ôi. đấy Ôi giời. đục. Con sợ là mẹ vượt qua được bệnh. Con sợ là mẹ vượt qua được bệnh á. Em rất là hiểu cái nỗi lòng của mình, của chị ạ. Bởi vì bất kỳ một cái người làm cha làm mẹ nào, khi mà bản thân mình không may ốm đau bệnh tật ấy, con cái thì đang nhỏ dài ấy, là mình rất là lo lắng. Lo cho mình thì ít mà lo cho con thì nhiều. Quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và trong những ngày vừa qua thì Khánh nhận được những cái thông tin từ những vị khán giả chia sẻ với Khánh về một cái câu chuyện rất là đáng thương. Một cái người mẹ ốm đau bệnh tật, nuôi hai đứa con ăn học trong một cái hoàn cảnh gia đình rất là nghèo khó quý vị. Và đồng hành cùng với Khánh ngày hôm nay thì có chú Lương Hà cùng với bác Thông, là cán bộ thôn xóm ở đây dẫn đường Khánh để đến thăm cái hoàn cảnh gia đình này. Thì bây giờ Khánh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng Khánh, cùng bác Lương, bác Thông, chúng ta sẽ vào phía trong và chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc sống của gia đình đây một chút quý vị nhé. Vân ơi. Ồ, chào chị Vân nhá. Dạ, chào chị. Chị là chị Vân hả? Đang ở nhà một mình hả chị? Không có cháu nhờ xuống dưới bà nữa. Hả? Con cháu nhờ học lớp 3 ở ngoài á. À, có cháu rất nhỏ sâu giếng à? Dạ, em vào trò chuyện thăm chị tí ha. Dạ, chào chị. Giới thiệu với chị, em tên là Khánh. Dạ, em làm bên cái chương trình từ thiện đấy. Dạ, hôm nay nghe mọi người chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình chị thì em ghé qua rồi em thăm gia đình mình một tí. Dạ vâng. Nghe bảo là chị Vân là ốm yếu, đau ốm bệnh tật, nhà thì nghèo khó vất vả, cho nên là chúng có dịp đi qua đây ghé thăm nhà mình một tí. Dạ chị ạ. Đây cái mic em găm vào đây em trò chuyện với chị một tí nhá. Dạ. Vào thăm nhà chị một một tí hả? Dạ. Vâng. Vâng. Ô chào chào cháu. Ô Mai chào chủ cháu. ơi, mai chủ ơi, chủ. Đây là con của chị Vân đấy hả? Con gái bé, con lớn nó học ngoài Hà Nội chủ ạ. À, con lớn học ngoài Hà Nội. À, ngoài Thế con nhỏ là ở đây. con lớn nó học đại học năm thứ tư. Dạ. Vâng. À, hôm nay đồng hành cùng với Khánh thì có chú Lương hả? Chú Lương là cán bộ xóm. Mai chủ ơi. Dạ. Chị Vân là bị đau cái bệnh gì hả Chị chị? bị cá vụ chủ ạ. Bị ung thư vú hả? Cá vụ, ơi, ung thư vụ. À, bị lâu chưa? Thì chị cũng biết lâu mà vì bệnh viện ba đã khóa khám miễn phí á, rồi chị thấy cả làng họ đi hết, rồi chị mới đi theo họ đó là xuống thì họ nói là phát hiện là giai đoạn hai rồi, rồi sáng rồi chị về đi sắp xếp đi bạn vào rồi, mới sáng bệnh viện cũng bị ung mổ. À, tức là vừa rồi đây là có được là bệnh viện Đa khoa Nghệ An ấy. Rồi là khám miễn phí kỷ niệm 18 năm ngày thành lập bệnh viện. À. Rồi là ngoài là khám miễn phí 100%. Dạ vâng. Rồi đi cả làng thấy hai cô họ đi hết đó. Rồi dạ. chị và cũng đi theo họ là xuống À. thì khám đây phát hiện ra là giai đoạn hai rồi. Rồi À. chị và cũng sắp xếp rồi là bạn cho được bơ đã mới đi. Mới sáng bệnh viện cũng bị ung mổ thì quá trình mổ đi vừa đi chuyên hóa chất được mùi thứ hai rồi em ạ. À đấy hả? Dạ. Chuyển hóa trị rồi. Chuyển Hóa trị. hóa hóa chất. Chuyển hóa chất được được mũi. mùi thứ hai rồi. À, được mũi thứ hai rồi. Dạ. Thì em cũng giới thiệu với chị là trong những ngày vừa qua đấy, em cũng nhận được những cái thông tin từ một số khán giả theo dõi chương trình của em. Nói về là cái hoàn cảnh của chị Vân là bây giờ là một mình chị đau ốm bệnh tật. Trong lúc đó thì hai đứa con đang trong cái độ tuổi ăn học nữa, chồng thì cũng 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 không còn nữa không còn nữa phải không chị? Dạ.
đấy, anh em ngồi ngoài thì nghe bảo là cũng vất vả cho nên thì là cũng chúng... sậu bày sậu ở đấy sậu chị em cũng bá chị em là mất cái mặt cái bành đấy chú ạ. Chị gãi đau cũng bày đấy rồi đấy. Dạ. Cái ánh trái thứ sậu cũng bày ống thứ chị thức quản cũng điều trị được cũng được năm thứ hai rồi. À. Tự như lứa ba anh tế nữa thì con sậu anh chị em nữa thì ba anh bì thôi chú ạ. Ôi dồi ôi. Mà chị gãi đâu. Ôi dồi ôi, thế là cũng mất hết một cái vụ trại này cũng hết rồi. Ủa thế là chị có bảy chị thì một chị trẻ ta cùng mổ từ cũng rồi. Ở trên quẻ phóng lại trong ở trên quẻ phóng mổ đấy mà. Nhưng ở đấy sậu anh chị em thì ba anh chị em cùng một chị đâu thì mất cũng mất hết vụ trại rồi. À. Một anh trái thì cũng bị thức quản cũng phẫu thuật năm ngoái. Ồ. Là cái anh em kiệt khỏe rồi, gia đình những thứ cả là cả mấy anh em này cũng dẫn về đây thì ở đấy sậu sậu chị em thì ba anh ba chị em bi rồi. Dạ. Ôi rồi quý vị ơi, nghe chị Vân chia sẻ mà trong nhà là 6 anh chị em mà ba người ung thư rồi. Mà đến 3 người là bị ung thư rồi. Tồi thế. Đấy, cho nên là bây giờ là khi mà chị Vân mắc bệnh như thế này. À, một mình như thế nhưng mà anh em cũng không có cái điều kiện để giúp đỡ tội nghiệp. Trong xóm thì gia đình chị Vân cũng là một, chúng tôi thấy một trong hoàn cảnh đặc biệt đấy. Dạ. Tức là một mình nuôi hai con học, hiện nay đang chất xíu để mà cho cháu đầu đang học đại học. Dạ. Năm thứ ba, cháu thứ hai thì đang học thứ ba. Về thu nhập sản phẩm chính của gia đình chỉ dựa vào con bò là duy nhất. Vâng. Và ba sáu ruộng. Lúa thì may đủ ăn bác. Lúa thì may đủ ăn. Được con bò tài sản lớn nhất thì chị bán đi rồi là. Trong khi đó anh em như rồi chúng ta biết hoàn cảnh 6 chị em có mất 3 chị em bị ung thư. Dạ. Mà như vậy anh em nội ngoại là cũng dồn cho mấy anh chị trước cũng không có gì để hỗ trợ cho gia đình chị Vân cả. À. Một mình chị bươn trải trước cuộc sống là nói xin lỗi là cũng mấy chỉ vịu vào ngân hàng chính sách xã hội thôi. À. Nghĩa là thiểu mỗi là vay đỏ thì cứ vay thiểu là vay đã rồi sau này kiểm nguồn mỗi trả thì chưa biết được, nhưng mà để giải quyết việc trước mắt. Chính vì điều đó mà vừa qua thôn cũng đã cũng tuyên truyền vận động rồi tình cảm tình làng nghề xóm cùng chúng ta ủng hộ nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Dạ. Trước mắt mà một thân một mình mà vừa nói con học mà được dính những cánh bệnh hình mèo này thì đúng là tội vô cùng. Qua những cái lời chia sẻ của bác Lương thì một lần nữa chúng ta cũng thấu hiểu hơn về cái hoàn cảnh của gia đình chị Lương, chị Vân quý vị ạ. Trong một cái gia đình mà có lẽ là khi mà chúng ta nhìn thoạt qua cái căn nhà của chị Lương ấy, thì cũng là của chị Vân ấy, thì cũng là một cái căn nhà mà thuộc diện cơ bản ở khu vực nông thôn. Đi tham quan nhà cửa cho chị Vân một chút cho mọi người chúng ta xem một tí nào. Chị cháu ơi. Khuyện Hiên ơi. Cháu nhỏ. Ồ. Đấy, chú chào em nhá. Yeah. Chú chào cháu nhá. Đây là đứa thứ hai à chị Vân. Đứa thứ hai, cháu tên là gì? Cháu tên là Khánh Huyền. Ồ, tên Khánh Huyền á? Dạ. Ồ. Tên đẹp thế. Chú vừa rồi có nghe mọi người chia sẻ là mặc dù cháu mới có học lớp 3, lớp 4 nhỉ? Lớp mấy nhỉ? Lớp 3. Lớp 3 ha. Nhưng mà mẹ đau nằm viện là cháu phải ra ngoài bệnh viện xuống dưới bệnh viện thành phố để thăm chăm mẹ phải không? Dạ. Tội nghiệp thế. Con mổ thì con gái chấm, con gái em đấy thôi. À, lúc mà mổ là con gái chăm. Chậm con nghe tôi chậm để ra ngoài để con có những cái muốn mà thí nghiệm mới chỉ học ở nhà. À. Thấy thì thấy được chứ những cái muốn thí nghiệm bắt buộc phải ra trường chứ ạ. Thế bây giờ đau ốm bệnh tật này này rồi là chữa bệnh thì tốn kém như thế, rồi bây giờ hai đứa thì trong độ tuổi ăn học, thế thì bây giờ lấy tiền đâu cho con đi học? Chị muốn cái ngân hàng chính sách chú ạ, muốn ngân hàng chính sách chứ, muốn ngân hàng nông nghiệp thì không có người tư cậy thì không cho vay chú ạ, muốn ngân hàng chính sách thì cụ thể là cháu nhiều khi đứng về được để vấy, nhưng chị mơ năm viên thì chị lại ủy quyền nào cho con gái về vấy. Ngân hàng chính sách cũng chỗ vấy dài thời hạn để khi cháu ra trường đi trả chỗ nó. Chứ ngân hàng nông nghiệp thì vấy thì tiếng con cháu cũng vay tiếng vay được. Cứ vay ngân hàng chính sách đấy. Chị vay ngân hàng chính sách vay nó vay vốn sinh viên. Đến bây giờ là vay mấy tiền rồi?
nhiều rồi chú ạ. Nhiều. Cái kiểu mà vay theo cái diện sinh viên đi học này là là cho kiểu hộ nông thôn mà vay sinh viên cho con đi học này là Khánh ngày xưa cũng thế đấy quý vị, bố mẹ cũng vay cho để đi học đấy. Cho bây giờ là cứ vay cho con đi học thôi. Còn vay được cái đài sáu quán làm trả. Thế thời gian vừa rồi thì đi viện rồi là truyền hóa chất như thế rồi giờ về thì trong người có mệt lắm không? Có làm được cái việc gì không? Thì nói chúng mình đậu ăn chứ thì đậu được chịu ạ. Chứ còn đi ra làm đồng chắc là không đi được hả? Làm đồng thì cũng được ruộng thì chị trả hết rồi. Chị trả vừa gửi hồ hết rồi. Làm còn bảy sâu lụa ngoài này thì hồ dục dặm vậy chứ. Còn bảy sâu lụa trong sáu nhà này thôi chứ. Đất mau thì chị trả chị gửi hết rồi. Tạm thời là bây giờ là trong lúc mà ốm như này là cũng chưa đi làm được á. Mà cũng nhờ họ làm giúp thôi á. Tội nghiệp thế đấy quý vị. Khánh Huyền. Dạ. Mẹ đau ốm như thế là con có thương mẹ lắm không? Có. Thì con thấy mẹ đau ốm thế con có sợ không? Có. Con sợ điều gì? Con sợ là mẹ vượt qua được bệnh. Con sợ là mẹ vượt qua được bệnh á? Không vượt qua được bệnh là không ai nuôi con ăn học hả? Dạ. Con yên tâm đi, mẹ con sẽ vượt qua được nhé. Dạ. Nhá. Ở hiền gặp lành, yên tâm đi. Trong cuộc sống thì đâu đó đấy, ai cũng có những lúc phải gặp những cái sóng gió. Chị Vân ạ. Đang nói chuyện với Khánh mà quý vị chúng ta nhìn chị Vân này. Hai hàng nước mắt đã trào rồi khi mà nhắc đến cái việc là con gái nó sợ mẹ không vượt qua được bệnh nhé. Chị chạy nước mắt luôn quý vị. Em rất là hiểu cái nỗi lòng của mình, của chị ạ. Bởi vì bất kỳ một cái người làm cha làm mẹ nào, khi mà bản thân mình không may ốm đau bệnh tật ấy, con cái đang nhỏ dài ấy, là mình rất là lo lắng. Lo cho mình thì ít mà lo cho con thì nhiều. Đúng không chị? Nói cho con mà rằng là đóng trong cái con đi ăn học lệnh mới hại được chị này. Dạ. Cháu yên tâm đi chị ạ. Yên tâm đi. Em biết rằng là khi mà nghe nó mình nghe bác sĩ nói là mình bị ung thư vú. Nói đến ung thư là mình đã rất là lo lắng rồi. Bởi vì là cái bệnh ung thư thì chúng ta cũng nhìn thấy đó. Là rất là nhiều người khi mà nghe nói cái ung thư là giống như là nghe nói đến cái chết cái chóc rồi. Mình rất là sợ. Tuy nhiên thì với cái căn bệnh ung thư vú cũng có những người họ điều trị rồi hợp thầy hợp thuốc cũng kéo dài được rất nhiều năm. Thì cái trống nắng có nên hệ lợn bị hại nó được chứ. Dạ dạ. Sống đến khi nó là đủ với chị có thể là hận học sống với chị cũng mới được hận thôi. Dạ. Để cái chỗ dư yên tâm đi. Yên tâm đi chị. Cháu cũng nhìn chú này. Đừng có lo lắng nhiều nhé. Cố gắng chăm ngoan, học cho giỏi để cho mẹ yên tâm chữa bệnh nhé. Yên tâm, Khánh Huyền ngoan. Mới bằng chừng này cháu lên con lên cho chủ quay giấy khen đấy con thấy. Tí nữa quay giấy khen. Hôm nay Khánh Huyền xem khoe với chú Khánh xem là nấu gì cho mẹ ăn. Biết nấu ăn chưa? Cháu chỉ biết dặn trứng với rán xúc xích thôi. Biết rán trứng với rán xúc xích à? Đây là cái căn nhà bếp ở dưới của chị Vân đây quý vị. Nhà tuy nhỏ nhưng mà trông sạch sẽ lắm. Ủa, nhiều mì tôm thế Khánh Huyền? Dạ. Chị từng tuần mà chị có thể đi viện chậm xuống đây để mua thịt trứng của cháu ở nhà ăn. Hôm nay nấu cho gì cho mẹ ăn đó? Mở chú Khánh xem đó. Đó là thịt hộp của dì chó. Thịt hộp của dì chó á? Dạ. Rồi nấu cho mẹ ăn đấy. Cho cả nhà ăn đấy. Thịt hộp này cháu hái rau cải vào xào với rau cải ngon lắm. Dạ. Dì cho thịt hộp à? Con gì? Con gì cho đấy? Con gì chó? Thế hàng ngày thì nếu mà không có chị cho thịt hộp này cháu ăn cơm với gì? Cháu nấu khế thì mẹ nấu cho cháu ăn. Nhưng mà ăn cơm với gì?
Ăn cơm với món gì? Khi thì ăn canh với ăn... Ăn canh gì? Ăn canh cà chua. Ăn canh cà chua? Dạ. Ừ, đó. Cái nồi gì trong đó mà sạch sẽ thế? Bắp ngô á? Ủa, dạ. Ngon quá, còn một bắp nữa thế á? Dạ. À, trong nồi này còn một cái bắp ngô quý vị. Đấy. Nhà thì vất vả nhưng mà quý vị chúng ta nhìn thấy không? Rất là sạch sẽ, nồi sạch tinh. Ừ, giỏi quá, Khánh Huyền giúp mẹ chăm lo việc nhà như thế là rất là tuyệt vời. Dạ. Thế bây giờ lên khoe chú Khánh với là các cô chú, các nhà hảo tâm xem rằng là cháu học giỏi thế nào nào. Giấy khen, mấy giấy khen rồi? 7 cái giấy khen và mấy cái giấy khen của chị. Hả? Em cháu có 7 cái giấy khen và mấy cái giấy khen của chị. 7 cái giấy khen luôn rồi hả? Dạ. Mới học lớp 3 mà 7 giấy khen luôn rồi à? Dạ. Ôi dồi ôi, nhiều giấy khen thế. Giấy khen của chị vì hả? Em ạ. Hả? Bây giờ đây cũng có giấy khen của chị em ạ. Sao lại bây giờ nói dòng miền Bắc rồi? Ôi dồi ôi dồi ôi. Bây giờ nói dòng miền Bắc luôn rồi hả? Cháu nói dòng miền Bắc chú nghe đâu? Không, cháu không biết nói. Xong rồi lúc nãy cháu nói dòng quê Nam Đàn rồi bây giờ nói dòng miền Bắc rồi. Cháu có 3 cái đấy. Hả? Cháu có 3 cái đấy hả? 3 cái tìm cháu tìm thêm. Ôi học giỏi thế. Ở đây là trường mầm non này. Trường mầm non Nam Anh là Nguyễn Thị Khánh Huyền này. Giỏi này. Đây còn đây là học đây. Bổng. Được học bổng luôn nữa à? Dạ. Ôi giời học giỏi thế. Nhiều giấy khen quá. Ôi giời ơi, học giỏi quá, học giỏi quá. Tuyệt vời quá. Học giỏi này hát có hay không? Không ạ. Hát không hay à? Rồi, hai mẹ con ngồi xuống đây. Thế là tình hình là Khánh Huyền học như thế là rất là tuyệt vời, cố gắng lên, cố gắng học cho giỏi hơn nữa, Khánh Huyền nhé. Dạ. Thế chị Vân, bây giờ thì làm sao? Bây giờ thì bác sĩ Hèn thì khi nào thì đi khám tiếp? Chị mấy về vừa 21 là định mùng 9 là đấy tiệm mùi bá. Mùng 9. Mùng 9 hả? Là đấy mùi bá. Mùng 9 là đi 13 là sao? Đi chuyên ngồi mùi bá chứ. À, mùng 9 là đi... thừa ra không? Tức là mùng 9 tháng 3 này là, đi, là tiếp tục đi xuống bệnh viện để truyền hóa chất mũi thứ 3. Mũi thứ 3. À, mỗi lần truyền hóa chất như thế là hết nhiều tiền không chị? Thì ngoài bảo hiểm ra thì cũng đỡ, gọi bảo hiểm nó cũng đỡ được nhiều chú ạ. Dạ. Cũng đỡ được nhiều, cũng chỉ phải đi lại, đi tiền ăn uống, có tiền thuốc. Cái chỉ thôi, cái quan gọi bảo hiểm thì vẫn đỡ được. À. Mấy gọi bảo hiểm chú ạ. À, tức là truyền hóa chất đó vẫn nằm trong bảo hiểm. Nhưng mà mình là tốn kém cái tiền là đi lại. Tiền thuốc. Rồi tiền thuốc ngoài. Tiền cái khác đính tính, nhiều tiền. Khoản. À, các cái chi phí thì quý vị chúng ta biết rồi. Mỗi một lần đi viện là nó nhiều thứ lắm. Yeah. Thì nhà mình là cũng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Diện hộ nghèo của địa phương. Dạ. Yeah. Từ khi cháu đi học thì trước đấy thì cũng có một từ khi cái cháu đâu đi học đại học á. Dạ. Thì cũng tập thể, cũng quán tống. Dạ. Yeah. Cho chị hộ nghèo để cho đỡ nó phân đỡ. Dạ, dạ. Thế bây giờ là Khánh Huyền thì đang ở nhà là đang nhỏ như thế này này, là chưa làm được cái việc gì này. Thế còn chị lớn đi học đại học ấy, ở ngoài Hà Nội đấy, thì có làm thêm được cái việc gì để phù giúp cho cái để có thể là kiếm tiền và trang trải cái cuộc sống ăn học ngoài đó không? Cháu cũng kiếm thêm được tháng được hơn 1 triệu nữa chứ, nhưng mà loại mà lại quán mà làm nhiều thì thành thực học tập cũng có. À. Quán phải làm bớt lại để có cái thành tích học tập rồi sau đi ra trường để đi xin việc cho dày chứ, nhưng mà làm thêm nhiều thì cũng việc nhiều, ngoài là thì việc nhiều chứ, nhưng thì làm nhiều thì học còn sụt. À vâng. Cháu kiếm thêm được tháng 1 triệu hơn 1 triệu chứ đỡ thôi. À, đôi khi cái việc mà cháu nó phải bươn chạy, phải đi làm thêm để kiếm tiền để từ lo cho cái việc học tập đấy. À, đôi khi nó lại là tốt chị ạ. Chỉ cứ nghĩ tích cực lên.
đừng nghĩ rằng là con bây giờ phải vất vả, phải đi làm thêm như thế là nó lại không học tập tốt được. Sự bươn chải trong cuộc sống, sự cò sát với xã hội bên ngoài đấy, đôi khi nó lại là một cái cơ hội để cho con của chị nó trưởng thành hơn nhé. Chúng em hồi đông đang lúc còn là sinh viên ấy, cũng đi làm thêm rất nhiều đó, và thậm chí là thời gian đi làm còn nhiều hơn thời gian đi học học ở nhà nữa. Đó, cho nên là mình cũng đừng có lo lắng nhiều nhé, cứ để cho em nó cò sát đi đó. Thì đội là mẹ lo thì mẹ dành nữa thôi, cho con thì từ con ăn quyết định. Dạ dạ. Và bây giờ thì trước mắt là chỉ là cố gắng là tập trung để mà chăm sóc sức khỏe này, ăn uống bồi dưỡng rồi mình thuốc thang cho nó đều đặn để cho nó sớm ổn định sức khỏe nhé. Thì hôm nay em Khánh làm bên cái chương trình thiện nguyện ấy, thì em đến đây thì chỉ có cái bày tỏ gì không, có nguyện vọng gì không? Chị nguyện vọng thì chị muốn rằng trong trước mặt đó chị muốn rằng trong chị chút khỏe để cho con của chùa Dừa thấy chỗ nào. Dạ dạ. Muốn rằng qua đi cho khỏe để cho con của chùa Dừa đi. Ồ Dừa Dừa phải tính thân. Dạ. Con mà nói cho như thì trước mặt thì chị cái định mổ thì chị hãy đổi cái đà đi. Như ngân hàng chính sách cái ưu đãi học sinh sinh viên thì chị cứ vậy đổi cho con ăn học cái đà chị ạ. Dạ. Chị dạ. Nội mẹ của bệnh thế nữa thế mà con còn cố gắng học có sắm chứ đừng có bao giờ. Dạ. Đừng có bao giờ. Vâng. Của ngân hàng chính sách họ ưu đãi học sinh sinh viên là họ tạo điều kiện cho con ăn học rồi sau này con ra trường văn thời dân. Dạ. Chứ đừng không được bao giờ, mẹ cũng bị chứ mẹ cũng nó nữa, con không được bao giờ để sau này mà lỡ cho em nữa. Dạ. Vâng. À, thực sự là rất là cảm động quý vị ạ. À, với đâu đó gặp những cái trường hợp khác đấy, thì khi mà Khánh hỏi là chị có nguyện vọng gì không đó, thì có nhiều người người ta sẽ nói rằng là nhờ chú Khánh, nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ nó kia. Nhưng đối với chỗ chị Vân ở đây thì không. Chị chỉ nói rằng là mong làm sao có được cái sức khỏe. Và dù như thế nào đi nữa thì cũng động viên các con là không được bỏ học. Có ngân hàng chính sách cho vay đó thì cứ cho con nó vay để nó nộp tiền học. Rồi sau này em nó lớn nó trả dần. Thực sự là chúng em rất là hiểu cái nỗi lòng của chị. Và với những cái chia sẻ của chị thì em là càng, em biết rằng là các nhà hảo tâm là càng yêu quý và càng thương chị nhiều hơn. Cố gắng lên chị nhé. Cảm ơn. Dạ dạ. Hôm nay em có dịp đi qua đây. Em biết về cái hoàn cảnh của gia đình mình như vậy. Bây giờ không có chỗ nào để bấu víu. Vay ngân hàng rồi cũng phải trả. Trong lúc thì các con của chị đang trong cái độ tuổi ăn học. Mà rồi không biết rằng là sức khỏe của chị tới đây điều trị thì nó thế nào. Những cái chi phí trong cái quá trình điều trị rất là nhiều mũi hóa trị xạ trị như thế đấy, thì nó cũng rất là tốn kém. Cho nên em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm đồng viên cho chị một ít tiền để mà tiếp tục cái hành trình chữa bệnh cho nó được tốt chị nhé. Cảm ơn. Dạ. Chị cũng cảm ơn các nhà hảo tâm. Vâng, vâng. Quan tâm giúp đỡ chị. Dạ dạ. Thì chị này, em hôm nay có dịp đây em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm chia sẻ cho chị, hỗ trợ cho chị 10 triệu đồng nhé. Cái tiền này để dành đó để ngày mùng 9 này, còn 10 ngày nữa đúng không? Còn mấy ngày đấy nữa đúng không? Là đi viện rồi. Thì lấy cái tiền này để mà đi lại rồi thuốc men, ăn uống mà chữa bệnh nhé. Chị thật chị xin cảm ơn chú Khánh với các nhà hảo tâm dạ. Giúp đỡ cho gia đình chị nhé. Dạ dạ dạ. Cố gắng lên chị nhé. Cảm ơn. Ừ, rồi. Ngoài ra thì em thay mặt cho các nhà hảo tâm tặng thêm cho gia đình mình 10 triệu đồng nữa chị ạ nhé. Nhiều nữa chú. Dạ dạ nhé. Đây tặng cái số tiền 10 triệu đồng này này để cho mẹ con cơm nước, trang trải những cái chi phí hàng ngày để cho con của chị yên tâm ở nhà học tập chị nhé. Cảm ơn. Chứ bây giờ đi viện thì không có làm được cái việc gì, con ở nhà thì bữa cháo bữa rau như thế cũng rất là thương nhá. Để cho cháu nó thức ăn thức uống cho nó đầy đủ để nó học hành cho nó tốt, để nó phát triển cho nó được được tốt nhé.
cảm ơn chú Khánh, xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm chú Khánh nhá. Dạ, chỗ dạ. Tiên đấy nhiều chú Khánh ạ. Nhiều á? Nhiều. Dạ, dạ. Thực sự là trong một cái gia đình nghèo vất vả, ốm đau bệnh tật mà bây giờ đùng được một cái khoản tiền các nhà hảo tâm như thế này giúp đỡ thì ai cũng bất ngờ quý vị và rất là xúc động. Và thực sự là Khánh thấy chị Vân cầm tiền mà tay còn rung nữa, rất là thương. Cố gắng lên chị nhé, Khánh Huyền cố gắng chăm ngoan học giỏi con nhé. Dạ. Hôm nay được các nhà hảo tâm cho mẹ tiền để đi chữa bệnh để con có mừng không? Có. Ừ, con muốn nói gì với các nhà hảo tâm không? Con rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho gia đình con tiền. Ừ, nhiều không? Nhiều. Ừ. Con rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho gia đình con tiền. Ừ. Để cho mẹ chữa bệnh nhé. Dạ. Ừ, rồi cố gắng, rồi để cho con học tập nữa nhé. Dạ. Cố gắng chăm ngoan, học giỏi con nhé. Dạ. Thôi tự tin lên chị Vân nhé. Mạnh mẽ lên nhé. Đấy, thì rồi em cũng đường thì xa, rồi cũng không biết là khi nào mới có dịp đi qua đây đấy. Đấy, để mà có ghé vào để thăm chị với các cháu. Thế thì em cũng một lần nữa em chúc cho chị này, mạnh mẽ lên, tự tin lên. Cái nghị lực, cái niềm tin, cái sự mạnh mẽ của mình á, đôi khi nó còn hơn cả thuốc nữa. Đấy, cho nên là nhiều người cũng đồng viên chị nữa. Cho nên là kiểu gì rồi mình cũng thắng nhá. Yên tâm, hôm nay có nhà hảo tâm tiếp sức cho mình nữa, mình sẽ càng tự tin hơn để chữa bệnh. Yên tâm nhá. Cảm ơn. Vui không? Vui chú Khánh ạ. Vui hả? Nhiều khí nữa chứ. Tài sản của chị, con vợ của được cũng được mấy chú Khánh ạ. Bữa rồi bán được mấy tiền? Mấy con mẹ này chú Khánh ạ, được hơn 30 triệu. Bán mà giờ hết luôn rồi? Hết. Ừ. Thì con vợ nó khí mượn hồ nghèo nuôi đi. Được mua 2-3 năm chuẩn bị to tớ đó, không lắm chết mất chú Khánh nữa. Chết thì bán được 5 triệu được. Vậy mua thêm con khác chứ được với bạn đi chữa bệnh nữa. À, từ trước nuôi một con nhưng mà rét ăn chết mất đó. Không phải rét mà giờ bị bệnh đi là thì người không biết rằng mà cũng tới người chưa mà rằng mắm lắm tệ chết mất đấy. À. Bạn được cũng 5 triệu với 6 là cứ mượn thêm như nuôi đấy vừa đấy được cả bao cả mẹ bạn cũng hơn 30. À. Chị cũng đủ đi thời gian đầu năm viện dài. À. Cũng bị chị ngay đi về. Vâng. Thời gian đầu tiến đi chị ngay cả mổ cả chị thứ sáu này thì dư thì cứ đến một tuần mà khỏe là họ chơi về đây 2 tuần này nha mình cứ vui dương thèm thì cứ tiếp cứ đấy nữa. Dạ. 21 ngày đấy một lần nữa. Dạ dạ. Ngoài là nằm viện ở nhà 2 tuần đến 5 rưỡi là 1 tuần. Dạ. Thôi bây giờ cố gắng lên nhá. Bán được con bò quý vị 30 triệu mà hết rồi đó. Bây giờ được trên tay cầm 20 triệu để tiếp tục đi chữa bệnh này chỉ xúc động quá. Cố gắng mạnh mẽ lên chị nhé. Đó. Thì bây giờ em về á. Cảm ơn chú Khánh và cảm ơn các nhà hảo tâm. Dạ. Nhưng mà sau đầu chị hóa trị rồi có bị rụng tóc không? Bị vừa lên rụng lổ đổ để chịu đau quá đi chị lên những cái chỗ nó cao đấy. Ôi giời. Nó có rụng á? Rụng đấy là rụng lên cái chịu đau quá đấy là. À. Thì được 14 ngày là bắt đầu rụng. À. Rùng đi xem chịu đau quá đấy chị, nhiều cái chỗ nó cao với chị chú ý tị cứ ăn khỏi chiều ấy, dưới ăn cái mặt cái chính đấy đi hắn lính là được hết lúc thì không đấy chú ý. À, tức là sau khi mà chạy chuyển hóa chất được 14 ngày đấy. Bắt đầu rùng. À, rùng. Rùng đi khỏi chiều quá đấy chị, nhiều cái chỗ nó cao đấy chú nói đang chị đứng nhiều đi cao đấy. À. Cao đi chứ để đi khỏi chiều quá chính chịu được. À, lúc thì cây thì cây thì nó rụng rồi, cơn thì nó rụng rồi, cơn thì chưa đúng không? Đấy, cho nên nó cứ nó làm cho nó mình nó biết rất nó khó chịu đúng không? Thì đấy chứ mặc cái chỉnh trong lính rã thì cái khó chịu hơn. À, dạ dạ. Thôi cứ tự tin lên chị nhé. Dạ dạ dạ. Dạ. Thôi thì em bây giờ thì em về nhé. Cảm ơn. Em chúc cho chị mạnh mẽ, tự tin để mà chiến đấu, để mà vượt qua cái ốm đau bệnh tật nhé. Cảm ơn. Ừ. Khánh, rồi. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi video và đặc biệt đã dành những cái tình cảm đặc biệt để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Vân, một cái trường hợp rất là đáng thương, nghèo khó ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị nhé. Bye bye. Ok, chú về nhé. Dạ. Yeah. Ừ, rồi.